Xin chào mọi người nha. Nhóm ơn Trần cũng nhờ sự trợ giúp của A Hữu. A Hữu cũng đem rất là nhiều đồ đến mà ăn chung với nhóm chơi cho nó vui. Hơn Trần cảm ơn A Hữu rất là nhiều luôn. Hơn Trần có nói là có gửi tiền lại cho A Hữu nhưng mà A Hữu không lấy. Bây giờ Hơn Trần cũng không biết sao. Thì nếu mà A Hữu mà cứ làm vậy hoài thì Hơn Trần rất là ngại. Mà ngại thì bây giờ là nếu mà ngày mai A Hữu mà đem đồ gì thì Hơn Trần quyết định là Hơn Trần vẫn ăn bình thường ha, chứ không phải không ăn. Chứ giờ người ta đem đồ đến mình không ăn cũng kỳ. Chứ bây giờ em chịu, em phụ trả tiền mà A Hữu không chịu rồi sao giờ? Hủ là bao bà khía rồi bao bún. Bữa trước thì hôm bữa bao gà nữa, bao cũng rất là nhiều cho nhóm ăn Trần. Không, cái chuyện kia là khác, chuyện kia là anh Hưng lo, đừng có lo. Đúng rồi, chuyện lớn nhỏ nhiều. Không có thiệt á, ba thí dụ như có gì anh phụ lại ha, chứ không qua nha. Chứ không, mình chơi lâu dài mà, chứ hủ bao hoài hủ đâu có tiền. Lá hồi có gì nói Trần lòng tay cho nha. Thôi vậy thôi, anh Hưng nói vậy cũng em cũng mở là hơn 10 triệu được rồi. Rồi. Kiếm hình hình nè. Sáng bên là chị Kiều á. Em nói cho anh trả lời bớt chút xíu. Tiễn tử. Nhắc tới tiễn tử em mới nhớ cả nhà. Ngày mai là ngày giỗ tổ sân khấu. Thì em có nói với tiễn tử là mua một con heo quay cúng để cho nó hoành tráng ngày giỗ tổ nè. Rồi trái cây và heo sữa chị. Với lại trái cây ha, với lại nhang đèn, rồi nói chung là cúng tổ là cho nó long trọng, tổ mới đại. Rồi nó lên sân khấu mình mới sáng sân khấu, mình nhận được rất là nhiều show. Thì em dặn dò hết vậy, ngày mai mà nếu mà làm sai lời em á thì là sao? Quyết định là sao? Trừ luôn nha. Rồi đó. Tụi em không ăn nhang nha. Không ăn nhang hả chị? Không ăn nhang. Không ăn nhang là ăn heo quay hả? Đốt nhang thôi à. Rồi bây giờ quay trở lại bên đây thì ngày mai là giỗ tổ sân khấu. Chị Trang cũng là hay đi hát lô tô, chị Tử cũng hát lô tô. Ngày mai cũng chị nhớ qua nha chị. Bên nhóm cũng một con heo quay. Với lại trái cây, rồi nhang đèn, đồ để cúng tổ. Mình gian giái tổ ha. Rồi Hơn Trần cũng giao cho tiễn tử là mai mua con heo quay với lại mua tất cả các đồ dùng đồ cần thiết để mình làm ha. Dạ. Tôi đã giao nhiệm vụ rồi đó. Quan trọng muốn đi là ai? Muốn đi ai mới được? Muốn đi bữa em nói em cúng rồi giờ tự nhiên muốn đi gì má? Cái này là tổ của em chứ bộ. Tổ là bên hội để cúng bình thường rồi. Em cũng chế cây với sao bữa em mở miệng nói em cúng heo quay. Hôm bữa nó heo quay rõ ràng bây giờ bớt lại. Chiều, mấy ông đúng đi buổi chiều đâu. Đúng không? Buổi chiều đãi ok đó, không đi qua đâu. Đó, chiều 5 giờ mới cúng. Đây. Chiều mới cúng. Bị trời. Bây giờ để từ từ em hỏi tiễn tử cho nó rõ ràng con heo quay của em đâu. Cúng tổ thì tổ mới đãi, mình cúng bình thường quá tổ không có đãi. Mà mình là chủ bầu show, mình vừa là kim ca sĩ. Nói chung là nhiều cái chức vụ như vậy mà cúng con heo quay là em còn chưa thấy ra được. Cúng trái cây. Mới cúng trái cây không hả? Nó nói chung này. Cúng trái cây không? Em là chồng nó, em phụ cho nó mở đi. Không. Khúc này em không có biết gì hết trơn. Thôi khúc này không biết luôn. Chị Trang, chị có phụ cho tiễn tử gì không? Mai cúng hay quay? Không, chị Trang kiểu như cúng tổ ké. Đốt nhang ra hả? Vậy là mọi chuyện là tiễn tử mua hết hả chị? Tiễn tử. Hả? Sửa kiểu mấy à? Cúng tổ mình nhanh nữa đi.
À, mọi người góp ý kiến cho tuyển tử giùm ông Trần đi. Nó sọc nè. Con đâu phải là con đi ca hát ca sĩ đâu mà tự nhiên áo sọc đây nó má kẹo kẹo nữa hả? Ờ, thì bữa Yến Tử có nói là ngày thứ bảy nè cúng heo heo sữa gì cơ, chịu chữ mấy gì đó. Mà giờ hỏi lại thì nó trái cây cái em hết hồn chứ. Hương Trần cũng nghe nó tự nhiên bây giờ nó cúng thầm lặng, Hương Trần cũng hết hồn luôn. Bữa cái heo quay đồ trái cây rồi hoành tráng. Tại hồi bữa heo sữa nhưng mà thì chiều đãi mấy ông nó có chịu, mấy ông nó chịu đâu. Mấy ông nó bàn buổi trưa. Cúng cũng buổi chiều hay cũng buổi trưa. Ủa cúng nguyên ngày, ngày đó là cúng sao đó. Ôi nó đổi thừa buổi trưa buổi chiều cả nhà. Năm tới giờ 7 giờ mới vui. Đúng rồi chị ha. Nè chị Sa La nó. Sáng bà nội ơi. Sáng cúng ở đâu? Ôi em được khách nhà hữu cho đâu. Tao coi. Em cúng nhà em được hả? Nó lạnh gì đâu. Thôi nó sẽ tốn chị ơi, biết rồi nhìn là biết. Nhìn là biết rồi, sẽ tốn tiền. Sẽ tốn tiền. Rồi bằng tổ em cúng cái nhà em rồi. Em mua bánh trung thu có bánh trung thu tặng đó chị Lệ Trần đó. À bánh trung thu cũng có người tài trợ rồi nha. Không, nghĩa là không có được. Em cúng nhà em là em tự em mua chứ em sao em lấy bánh của người ta cúng được mà. Người ta tặng chị Lệ Trần. Đâu có tặng em đâu. Tặng cúng cúng đổ. Hôm bữa chị tưởng là em cúng heo quay, chị mới cho ba cái bánh bía với hai hộp bánh trung thu. Mà rốt cuộc em cúng nên em thì em đưa lại cho người ta đi. Nếu cúng heo sữa ông bỏ hai thùng bia đi. Bia gì? Bia nhậu. Thì cái đó đi hồi sau ăn giải, em hứa thì em hứa trước đi. Anh không có lên. Cái nó bia là không có lên tiếng đâu. Ủa đó anh đâu có nói trước anh đâu, anh đâu có nói đâu. Cái đó em nói mà. Hai thùng đi anh bỏ hai thùng đi. Không phải. Không phải, bây giờ á là không ai uống bia nữa tại vì công an giờ gắt lắm, hiểu không? Bây giờ nếu mà có cúng thì tụi tôi mua nước suối hoặc là mua nước ngọt rồi tụi cúng cũng được nữa. Ừ, có nghĩa là tôi bỏ nước cho. Chứ giờ mua bia là bảo đảm không ai dám uống hết. Sợ công an chứ không phải tiếc hai ba thùng bia. Còn cái phần của bà riêng á là cúng heo quay thì bà cứ cúng heo quay cái tổ đại cho bà người ta tự biết chứ mà đừng có kêu mày gài vô. Cúng này làm lờ thấy không, ai ngày thấy không dạ. Chú dạ. Ai mời chị Trang nè, có ý kiến còn không? Chị Trang có buồn giúp gì à? Đó, chị nói đi, Trang, quay Trang rồi. Trang tổ không? Quay chị Trang. Đó, ngày mai chị cũng mua đồ qua để cúng tổ. Không có, em mua sẵn hết trơn rồi. Chị có buồn giúp gì em, mua giúp tổ nào không? Chị mua cái kiểu mũi này, kia đồ qua thì cúng. Bà muốn chu kim chứ bà không có miếng á. Phụ giúp gì không? Cho có ích gì không? Tại vì mấy em phụ giúp, mấy người phụ giúp người ta em mới được chứ. Không có, bây giờ là con muốn chị phụ giúp cái gì? Chị phụ giúp bao nhiêu phụ giúp bao quyền của chị. Chị làm hữu tâm. Chúng heo đúng không? Đúng không? Con heo quay khoảng 1.6 triệu á. Dạ bây giờ chị sáu con hai em có thể nghĩ gì bây giờ đuôi cái cây xong rồi này nọ là hết nhiêu bây giờ chị sáu em con nữa chị băng nữa được chưa hay sao biết mà đàn ok chị đưa tiền em liền luôn con chị sáu để đặt heo liền nha em nữa chị nữa ok dạ rồi ok để mình cúng cái gì là tổ đại cho mình chứ có gì đâu cái này bây giờ chị giao tiền cho em luôn ok để mua đặt có hai con đưa em 800 đưa tiền cho em luôn. Trời ơi, đúng là Trang ok mày chọn Trang đúng mà chọn tiểu tử mày sai lầm á. Rồi đưa tiền ra đây rồi hùng vô mai cúng vô tổ kìa. Cái này người ta hùng ta cũng hay quay chứ không phải là cho chất 200. À vậy là nhóm Hương Trần đã có hay quay cúng rồi ha. À trái cây thì cũng có rồi giờ còn thiếu gì nữa không? Vậy là tiễn tử chịu mấy cúng tổ à? Còn buổi chiều đãi nha. Nửa buổi chiều mưa sao đãi? Nó thấy sáng nắng chiều mưa không? Chiều tối mình ra chơi luôn chị ha. Ủa thì em cúng buổi sáng thì xuống live cũng 2-3 giờ này ăn là được rồi. Buổi chiều gì nữa? À, mọi người thấy không? À, bầu show bên em nè, ca sĩ bên em nè. À, làm cúng tổ rất là hoành tráng ha. À, một con heo quay cho ông tổ ông trứng à, ông ok nha, giờ đi liền em luôn.
Cái ổng độ mình bóp ngọng nữa. Thôi thôi, bóp ngọng lại, bóp ca vỡ lại, đúng không? Cái gì mà cũng không mới. Cái gì mình cũng không du kia nữa. Em danh danh đều cần phải nói. Vì trong lúc em chú nhà gọi chân mang tay tiên quên ơi anh chị em quên anh đừng hát rồi đừng có lo nghe mới vui nha. Ủa cũng tổ ai hát mày đó. Trời ơi tào lao quá trời ơi. Ôi ôi xù quá. Bán tập. Bán bông bông bằng bằng. Bông bông bằng bằng. Lên nhà ta cứ bông. Chứ cứ mang cơm hôm nhà người bóng người. Bán tập. Nãy hết rồi chị ơi. Bàn bàn quay qua đây nào không chủ bán rồi quay tỷ bán hả trời cái gì vậy mới nghe nó mua quay bây giờ bấm số hoài không ra kìa hôm bữa thấy gọi rồi á bây giờ gọi bấm hoài không ra kìa rồi 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 do trục chặt nữa rồi rồi nghe nó 3 triệu ai rồi đâu ơi gì mà nghe bấm lâu như vậy băng dối nữa rồi ôi rồi nghe ra tiền cái băng rối rồi bây giờ gọi cho ông chủ không được luôn hôm bữa hơn chừng thấy rồi rồi đó rồi tử ơi khúc này à, hơi bị đơn nha tử hỏi nhắn tin trai vậy dạ chúng tôi kiếm ơi nhà này tôi kiếm cho ơi nhà má không có hoài quay là chết đó nha thôi nhà mấy giờ nè em cúng bên em xong rồi đi em cúng qua tụi anh chỉ nhập tiệc thôi ăn luôn. À, em đem y hệt con hay quay ra em xẻ ra ok xuống đây. Đâu? Trời ơi. Cái này heo là em thấy chị Trang chị khổ hơn á, chị tiễn tử, chị lấy 1.6 triệu, lý là chị lấy 500, chị bỏ 1 triệu mới đúng. Có con 1.6 triệu mà. 2.2 triệu dễ ăn quá ha. Dễ. 2.2 triệu. Suy nghĩ ờ chắc con heo này 2.2 triệu á thôi lấy tôi ra tôi hỏi cho lấy tôi hết 10 cho nhà hỏi cho nó ra nó muốn 1.1 triệu thôi 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 có ăn hết không đó nó chưa biết lắm đó mua tính triệu mấy ý tưởng là nằm trong lòng bàn tay nó đông lắm đó má ờ giờ không dặn đâu kệ đông heo quá heo quá heo sữa có nhiều ủa bữa xíu à nó muốn có 1.6 triệu à nó không 1.6 triệu không mai không biết có mắt không hôm bữa mình mua là 1.6 triệu không ờ 1.6 triệu con nằm đó đúng rồi con nằm mấy cái ngày giỗ tổ á 7 kg hả ờ mua con không nhiều nè người ta ăn không hết cái bắt đầu chặt ra người ta về người ta kho với lại cải chua người ta ăn ok cho mỗi người nhóm nhóm vậy ra lấy lòng tổ nói gì nói đi má, không cho nói đâu mà cái gì vậy? Cái này hơi bị đau rồi đó. Để chút xíu tôi hỏi cho, dịch tôi đang nổi. Không, có mấy ký này có rồi. Quang, bán cái gì vậy? Dưới chợ có bán heo mũ à. Heo mũ? Lấy heo mũ về uống cho nó. Hết thời thức chứ cười. Chị cũng tổ đây vui đâu á. Ờ mai bà tài trợ thêm cái băng nhạc sống nữa. Ờ mai đem cái lo được rồi. Bà đem cái lo xuống đây nè, rồi bà cúng ở đây. Cái lo được rồi. Sau khi mình live stream rồi cái mình xuống đây cái mình ăn tổ nguyên cái sớm này luôn. Làm gì tôi sợ má. Không cái lo của nó băng nhạc của nó mà. Cái lo của em để đem lại. Năm anh em chụp chiếc xe tăng, năm bà bê lê ngồi chung chiếc máy bay. Gì cơ vậy? Làm gì này, anh gì này? Năm anh em chụp chiếc xe tăng, năm cái cảnh sàng. Nhỏ này sao mà đang không có tử? Sao đang tăng là mấy cái tổ lớn đó mấy em? 800.000 mới đưa vào chung chiếc xe tăng á. Để em cùng chung mà. Bự lắm hả em? Mở đưa 800.000 mà dậy với chị Thảo. Trong chờ Thảo Bình nữa bà. Cái gì? Thảo Bình. Anh nhìn hàng cái gì nữa. 3 đô giữ ta. Anh cứ
trời. Trời ơi, xét với trời. Bảo mà cái gì người mẫu đen thui là gì? Ăn này tinh thể hoa hậu. Ăn trắng nó bùm bùm bùm. Trời ơi trời. Miss Gen Gen Thị Trang quận 8. Bầu số dẹp qua một bên. Người ta đá dò vậy không? Người ta đá dò vậy không? Mới đưa lòng tay nó 800 á, mà còn chơi hoài. Nó tưởng chị em mình thân lắm, bụng làm cái gì, cái bụng của chị bự nó có bầu. Bụng bự mới là có bầu đó chị Thảo. Có bầu với ai? Anh Văn, nước chị đẻm tôi thì con mèo. Ừ, em vui chứ. Bụng bự lắm hả? Chị phải nhỏ mà. Ủa, hay quá vậy trời. Ôi trời, lắc quá lại, hay quá vậy trời. Hay quá vậy trời. Ủa, ui. Miếng ren, đậu quá má ơi. Ho to lên nè, miếng ren. Ho to lên. Hay quá vậy trời. Hay quá vậy trời. Làm lợi không? Trời ơi, tóc dài nha, tiễn tử rồi. Phà kỹ này tiễn tử lép vế rồi. Hay quá vậy Trang. Ôi, xe luôn kìa. Ôi. Anh ơi. Trời, anh phải ra anh dòm luôn rồi kìa.